xin thông báo quý thầy cô đang ngồi trên chuyến tàu 211 trong chuyến đi xuyên Việt từ Bắc vào Nam do tổ anh văn đại thọ của cơ sở trường trung học cơ sở Bình Chiểu. Xin quý vị ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn, tàu chúng tôi xin bắt đầu lăn bánh. Xin cảm ơn. Thank you.